chính sách bán hàng bây giờ nó qua tới ông kia sao nổi tới mình lắm. Mà hộp nhôm không nghe, hộp chống hộp nhôm không á, nhôm hộp số đi ra hộp số sẽ nảy. Alo, có chín ơi, bán số nào Vy lấy file hướng dẫn luôn đi. 5,5 thôi. Vy hướng dẫn luôn đi. Không anh. Không anh. Chủ nhà mà sao anh để em. Vy có nghĩa nhiều tu. Mệt hả, vất vả hả? Đây. Nó mới nghĩ địa mà sạch sẽ anh em ơi. Nhân viên rồi sạch sẽ luôn nè. Hỏi vớt nhau rồi. Công nhân đồ cũng sạch sẽ nè. Tính lá cũng sạch sẽ nè. Mới cui thùng lụm tiền thôi, hư hai chục chặt loại mới. Không, sạch sẽ không, tay chân cẳng đâu có nhớt nhau đâu. Nghĩa địa nhớt nhau ghê, mới giờ mới mới rồi con ơi. Hư hao chục chặt dục bỏ mua đổi mới, không sửa. Hư hao đổi mới thôi. Nhân viên nó cũng khỏe, lính nó cũng khỏe nữa. Mới cui thùng lụm tiền thôi. Đây, đại diện bên công ty nè. Nên đi thương hiệu số 1 Hoa Kỳ. Mới nhân viên sạch sẽ mà. Về khỏi tắm ngủ cũng được, mới lính là phải vậy đó bà con ơi. Thôi lính lát lại làm nhất nha, tội nghiệp lắm. Lính nữa làm sạch sẽ, không dơ tới cái áo luôn. Về là ngủ rồi khỏi tắm cũng được. Nếu mà làm máy mới nữa, rất là sạch. Cui thùng, bán, hư hao đổi mới. Sách bảo hành của công ty mới lúc nào cũng ưu tiên hơn rồi. Ưu tiên như bà con rồi. Đây sẽ có đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nha. Cái gà ủi này rất là chắc chắn nha bà con. Có thể nâng dọn cái hơn cái đầu lên luôn để dành thay vỏ thay bánh luôn nè. Gà ủi này rất là cứng. Đằng đuôi rất là cứng cáp luôn. Đây, bên trong máy đây, 3036 đây. 3 máy. Không phải 3 máy là yếu này bà con, quan trọng là kết hợp sao cho đủ công sức. 3 máy, nhưng cũng rất là mạnh, chứ không phải là 4 máy mới mạnh đâu bà con. Quan trọng là đủ công sức, đủ tiêu chuẩn, đúng tiêu chuẩn của châu Âu, đúng tiêu chuẩn quốc tế. 3 máy rất là tiết kiệm nhiên liệu bà con ơi. Chứ không phải là 4 máy mới mạnh đâu, 3 máy mạnh lắm. Để nó sơn nguyên con luôn bà con. Nó xanh hết, đồng đều, bỏ hết, rất là cứng cáp. Bà con nào máy tiết kiệm nhiên liệu đó, quan trọng 100 giờ bà con làm sinh lần được rồi. Mở ra là sinh lần. 100 giờ làm sinh lần. Cái độ bền của máy không phải máy xịn, máy tốt, bền quan trọng nhất bà con. Nhớ là quyết định tất cả đó, chứ không phải máy có hiệu, thương hiệu, máy nào thương hiệu cũng được. Quan trọng nhất không bờ, không tốt như không. Quan trọng nhất phải xịn, nhất đạt chất lượng. Mới chạy được làm điều kiện khắc nghiệt, lâu dài. Chứ máy xịn, máy thương hiệu, máy Mỹ, máy Pháp, châu Âu thì không biết.
nhưng mà nhớt mà chắc nhớt dỏm, nhớt không đặt tiêu chuẩn là xài cũng bền đó bà con. Nhớt là quyết định đến cái bền của lỗ máy á. Nhưng xài nhớt xỉn cũng không có nhiêu tiền bà con, nhớt thường 100 giờ bà con thay giờ, nhớt xỉn thì 200 giờ. Nhưng mà làm điều kiện là liên tục. Đây, tới dần đi 5050. Nó nào cũng đi à? Hả? Đi Nước Sơn hả? Nó đẹp nè. Anh bố trí chỗ đậu đi, ngày mai đậu chỗ nào cho coi xếp cửa là sao đó rồi. Nghe toàn bộ là cửa đi kia hết. Không có để cửa đập cho. Bán rồi hả? Bán rồi hai con rồi. Không đâu mới có con rồi. Ok à. Mới nguyên con mà con nghĩ đĩa giờ cũng hên xui đó, nghĩ đĩa mang tiếng bao bao bảo hành bà con chứ hư 20 chặt rồi chứ sửa thôi đâu làm được gì đâu, nhưng khi chạy bán chứ hên xui vậy tới nhà nó hư rồi sao. Còn máy mới là hư 20 chặt đổi mới thôi, dục bỏ đổi mới thôi. Thành Hương rất đẹp, mới hư 20 chặt đổi mới bà con ơi. Mà bà con mà nếu mà xài theo dịch vụ mà đi cài mướn rồi con này là xài trên 10 năm mới có đụng tới dàn hơi. Nếu mà xài tốc độ dữ nha, thì kiện là việc khắc nghiệt liên tục nha, trên 10 năm sau mới đụng tới dàn hơi. Còn mà xài gia đình là cả đời luôn con, tới đời cháu cũng xài được luôn bà con. Cái dòng John Deere này thương hiệu của Hoa Kỳ nó rất là bền. Nếu tính theo tồn tại mà gần 180 năm là không phải vừa đâu bà con. Ít thương hiệu là tồn tại là 180 năm đó, hơn 180 năm đó, rất là tồn tại bền. Mặc dù nó hơi nặng và cần càng, đặc biệt trên đi nó có thể khắc phục được hết yếu, phục được hết, nhưng độ nặng bắt buộc phải vậy để nó có độ cứng. Muốn cứng muốn nặng, muốn cứng muốn tốt phải nặng đặt sắt đặt. Alo. Không anh, lâu lâu mới có một con á. Dạ. Chục ba. Ok. Chưa biết anh nào công có cặp cảm mới biết. 5-10 ngày đúng không? Đây, John Deere, thương hiệu số 1 Hoa Kỳ. Sản xuất lắp ráp tản độ. Con nào có nhu cầu alo tư vấn alo nha, 0886356207. Có hỗ trợ bà con trả góp. Tất cả sản phẩm nha, không có tiền nhưng có máy xài nha bà con. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện của ngân hàng là bà con có thể lấy máy về xài. Ở bên em có thể cho mượn đuôi sới xài thử nghiệm, nếu được mới bán, không được trả lại em. Có thể tạo mọi điều kiện cho bà con luôn. Không bắt bà con mua đuôi sới luôn, chỉ cần cho mượn xài nào xài được thì trả. À, xài được là mua, không được thì trả lại cho em. Rất là ok.